Hi hey, chào các bạn, mình Hiếu luôn à, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho khách của mình tại Hưng Yên à, đấu cái tủ điện này nha. À, cái tủ điện này sẽ dùng hai cái bốc hai cái bốc sấy bên mình cung cấp nha. À, mỗi bốc là 15 kW. À, thì cái tủ điện này là một cái tủ điện điều khiển nhiệt à, có hẹn thời gian và có tắt mở độc lập. À, một cái à, À, một bóc nha nếu mà các khách hàng muốn cần tắt một bóc thì à, tắt đi một bóc à, thì đầu tiên chúng ta nhận một cái tủ bên nhà vận chuyển à, bên mình gửi hàng đi thì à, sẽ tháo bao bì ba ra và mình sẽ làm gì với cái bước tiếp theo để mà một người không, không biết gì hết à, chúng ta cũng có thể ráp được và sử dụng cái à, tủ điện này một cách thành thạo à, ở đây mình sẽ hướng dẫn chậm và các bạn sẽ làm theo đúng cái quy trình này thì khởi động máy thì tất cả mọi thứ nó sẽ an toàn và nó sẽ đảm bảo được cho cái người dùng vì đa số khách hàng của mình là những người dùng không biết gì về điện hết nên là cái khâu an toàn và cái khâu hướng dẫn là cái khâu quan trọng nhất và cái thứ hai nữa là khách hàng phải kiên trì ai à, kiên trì nghe mình hướng dẫn hết rồi xong đã thực hiện ha à, không quá nông nóng nha không quá nông nóng à, rồi đầu tiên thì mình sẽ nhận cái mặt tủ nó như thế này rồi mình sẽ kiểm tra à đồng hồ này à, coi có mốt méo gì không ha còn cái này nó nắp này nó còn nguyên không nó bỡ, nó lỡ mà nó bể hay gì thôi thì cũng cũng không ảnh hưởng gì tới cái tủ này hết nhưng mà tốt nhất là nó còn nguyên thì mình sẽ bảo vệ được bụi bặm rồi đó cho nó dễ nha rồi à, xong tất cả nút nhấn à, có bị như thế nào không thì mình mở ra à, mình 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 xoay theo chiều kim đồng hồ này nha à, thì nó mở ra này. đóng vô thử này Đó, mở ra này rồi kiểm tra xung quanh ngoại quan nó có gì không à có bị móp méo gì không à, rồi tới cái lúc mà mình phải kiểm tra phía bên trong à, bên trong thì mình nhìn sơ qua thì cái, cái dây rồi nó có đứt không nha đây. Rồi nhất là quan trọng là cái đế mơ này nó có chặt chưa? Nó chưa chặt thì mình đóng nó vào. Không. rồi xong. Cái dây dò nè. Cái dây dò thường thường á, cái dây cảm biến nhiệt này nó dài nên mình sẽ đấu sẵn và sẽ rút nó vào đây, rút nó vào đây để khi mà vận chuyển thì nó sẽ đỡ cái va chạm và ảnh hưởng thiết bị khác nha. Còn cái thứ ba nữa thì cái này bảo vệ thiết bị và đóng vào nha nó rất là an toàn khi là cái con trùng hay gì nó chạy qua chạy lại ở đây á thì nó sẽ không bị nổ ừ. rồi tới cái vấn đề đấu nối thì đấu nối đầu tiên á thì mình khuyên các bạn nên xài một cái dây điện bình thường thôi chưa cấp chưa cấp cái này vô nha không cấp nguồn nha không cấp gì hết không cấp gì hết để nguyên như vậy để nguyên như vậy xong bắt đầu mình sẽ canh bên này mình sẽ làm một cái dây dây lửa nè cái dây nguội mình để bên này nha dây nguội để ý là dây nguội này mình cũng đi dây lớn vì trong này là mình đang cái chạy cái quạt nên mình vẫn đi dây lớn ba dây nóng mình cấp vô đây thì hiện tại mình chưa đến cấp dây nóng mình cấp một dây thôi để mình chạy thử mình chạy thử nó có đúng quy trình chưa nó có xuất tín hiệu chưa rồi nó có an toàn không xong bắt đầu mình mới cấp à đây à, cái ba cái này nè các bạn thấy không bóng nhiệt nè bóng nhiệt 1, bóng nhiệt 2, bóng nhiệt à, nhiệt 1, bóng nhiệt 2 này đúng không? Thì các bạn cấp vào 3 giây. dây à, theo thứ tự trên bóc. Trên bóc mình đã có có hướng dẫn trên bóc rồi. Thì đây trên bóc đây. Thì nó cũng là có dây này đỏ bằng xanh. Cái này đỏ qua đỏ lại không sao nha. Chỉ là 3 dây này, để ý 3 dây này thôi, còn 2 dây này là 2 dây quạt. À, 2 dây này 2 dây quạt nha. Thì cái dây quạt á thì mình đấu như thế nào? Cái dây quạt hai bóc á thì mình đấu song song đó dây hoạt mình đấu vô đây mình kéo ra hai dây mình kéo ra hai dây mình bóc bên này mình kéo ra hai dây mình kéo qua bên cái bóc kia nha mình cũng kéo ra hai dây à mà cái hai cái này mình đấu song song còn cái dây cảm biến nhiệt thì mình đi im như vậy rồi ok rồi xong còn bóc nhiệt thì cái bóc một thì mình kéo vô cái 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 bóc một này còn bóc hai thì mình kéo vô bóc hai cứ ba dây kéo vào là ok rồi xong mình đấu vô xong á mình à, sẽ à, mới đầu mình tắt hết nè mình đấu vô nè không rồi mình mới bật lên bật hết lên bật mình chạy đang chạy gia đình nha đó mình chạy gia đình nha rồi thì à, bây giờ các bạn thấy nè rồi mình bật cái cp điều khiển lên luôn nha đó cp điều khiển này rồi mình thấy có nguồn nè nha cấp nguồn này, này là nhiệt chạy nè cái này Nên là quạt nhiệt chạy nè là cái quạt sau đưng cái bóp á rồi Bắt đầu mình tới cái công đoạn là mình sẽ cài đặt cái thời gian Sao cho nó chạy hợp lý như bây giờ mình chạy S đây Nè các bạn thấy để ý nha à, à, Để ý nè Mình để ý nha Mình để ý là cái, cái S này nè nha S nó là dây đó mình cứ nhấn lên là nhấn xuống cũng được M là min là phút nha còn H là giờ thì trước khi mình chỉnh cái này rồi Thì mình phải chỉnh cái này trước Để cho mà khi mình mở máy lên Thì nó sẽ đếm theo thời gian này Nếu mà giờ thì Bạn nhấn lên hoặc nhấn xuống Để mình setup là khoảng bao nhiêu giờ là ok à, 4 giờ ha 2, 5 giờ, 6 giờ gì đó rồi, Thường thường mình sấy Thì nó nằm tầm khoảng 2 tiếng là Là nó sẽ hết Hoặc là các bạn thấy bấm 2 phút đi đó, 2 phút là nó sẽ tắt hoàn toàn nha thì, à, bây giờ mình cứ thử hai phút trước đi ừ, 2 phút đi rồi à, xong coi nó có tắt hay không là chút xíu mình tăng lên sao rồi mình chỉnh cái nhiệt độ tiếp theo cái bước tiếp theo thì cái bước là mình bắt đầu mình mới nhấn nút mở này thì à, thời gian nó bắt đầu đếm và nhiệt độ nó đã nhận được ở tại cái nhiệt độ môi trường là 30 độ C à, cái nhiệt độ cài đặt cái này là 150 độ C ở đây nó có một cái là cái tắt à, nhiệt hai này các bạn muốn à, tắt nó đi thì mình, tắt nha mình tắt rồi mình coi nè trong này nó có xuất ra hay không đây cái này là cái là nhiệt một này nó đang chạy này đúng không rồi, cái này nhiệt hai đang tắt này mình mở đi mở nhiệt hai đi nha yeah. mở nhiệt hai này đó nhiệt hai nó cũng chạy luôn hai cái chạy lượt này đúng không rồi các bạn rồi xong thế là nó đã chạy rồi nè quạt nó đã chạy nè à, rồi à, sẵn cái mình chờ thời gian này nó tắt á thì à, mình chỉ sơ về cái hướng dẫn à, cái cài nhiệt độ cho khách luôn cái nhiệt độ này là mình không kiểm soát được nha cái, cái nhiệt độ này là cái nhiệt độ nó ở trong môi trường trong môi trường nó có bao nhiêu thì nó báo bao nhiêu không? có một số cái trường hợp đó, khách về làm nó không lên đủ nhiệt độ không lên đạt đủ nhiệt độ à, thì, thì có thể là do thiếu công suất hay là do cái bố trí quạt nó sai hoặc là như thế nào đó À, còn cái nhiệt độ này là cái nhiệt độ mình mong muốn nè nhiệt độ này là nhiệt độ mình mong muốn nha đây thì mình nhấn cái này mình khỏi nhấn xét đi mình nhấn xuống đi sấy thì nó tầm ở gần khoảng à, 60 tới 65 đi mươi à, 65 thì ở cái ngưỡng nhiệt độ 65 độ C này á thì nếu mà mình chạy bia đi á nha thì nó sẽ nhấp nhã ở nhiệt độ 30 độ C là ở hiện tại là nhiệt độ này nó đã nhấp nhã rồi nó chỉ cần lên 35 là bắt đầu nó nóng nóng ngắt nóng ngắt đóng ngắt mình thấy rất là khó chịu à, thì mình thay vì vậy thì mình chuyển mình nhấn xét giữ nè à, mình nhấn xét nữa nè mình nhấn sát tới B này nè bên này mình chuyển về bằng 10 thôi rồi nay thấy đủ thời gian 2 phút rồi nó sẽ tắt rồi nha thôi bây giờ mình chỉnh lên 2 giờ đi à, rồi mình nhấn lại nhắn à, nhấn lại nè thì các bạn thấy nè mình xét lại cái này nha À, mình nhấn xét giữ nè mình nhấn xét nè đó 30 này là gần tới cái ngưỡng cài đặt 30 độ C thì nó bắt đầu đóng ngắt thì bây giờ mình mình cho ít lại thôi mình cho 10 đi hay là cho 5 gì đó cho 5 độ đi vì cái ngưỡng nhiệt độ sấy nó thấp nên mình cứ cho tới 5 độ là nó không không có quán tính là nó chạy 5 độ là ok không vấn đề gì hết Nếu các bạn thấy là cứ nhấn xét 5 là được còn đi thì nó sẽ tự động tính cái nhiệt độ đó tính nhiệt độ đó À, rồi xong à, xong cái công đoạn mà mình cài đặt này rồi nè đúng không mình cài đặt thời gian rồi đúng không thì à, bây giờ tới cái công đoạn tiếp theo là mình thử cái cái cảm biến nhiệt mình thử cái cảm biến nhiệt à, mình thử cái cảm biến nhiệt nó có à, đây ở đây mình có một cái quạt nha nên nghe nào o, o là cái quạt nó giải nhiệt cho hai cái con ene rồi luôn à, các bạn có thể thử cái cảm biến nhiệt đi đây này các bạn này, lấy cái đốt đó có lên này nha các bạn không có cần cái nhịn đồng hồ thì các bạn cũng có thể biết được nhận dạng qua là cái hai con này nó có tắt hay không nhưng mà mình muốn nhanh đó thì mình coi cái đồng hồ nó có lên hay không à nó lên đúng là à, đúng là ok này rồi năm độ các bạn thấy không đó nó bắt đầu nó đóng ngắt này thấy chưa các bạn thấy không À, đóng ngắt đóng ngắt đóng ngắt đóng ngắt đóng ngắt khi nào nó đạt được cái nhiệt độ 65 độ C thì nó ngắt luôn. Rồi vậy là tất cả các khâu kiểm tra của mình đã đúng rồi. Thì à, bây giờ mình à, còn cái duy nhất nữa là mình cấp vào cấp vào cấp ba dây này vào nha, cấp quạt vào và cấp ba dây nóng vào cái này xong thì các bạn sẽ bật máy lên và tự tin để mà khởi động để chạy nha. rồi còn cái đồng hồ nhiệt này nè thì nó sẽ đóng mắt đóng ngắt đóng ngắt đóng ngắt thì các bạn không có lo nha vì mình đang đóng ngắt bằng cái đấy rồi nên mình không có sợ vấn đề là như thế nào hết rồi còn muốn tắt thì các bạn tắt cái này đi là xong rồi muốn dừng dừng khẩn cấp thì mình nhấn cái này vô tắt toàn bộ và muốn nhả nó ra thì mình mở nó ra ra mình khởi động lại từ đầu còn các bạn đang chạy á, đang chạy nha, đang chạy cài đặt thời gian không tác dụng gì nha, mình phải cài xong mình phải tắt đi và mở lại là ok rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi nhớ nhấn đăng ký và theo dõi trang của mình nha hẹn các bạn trong những video tiếp theo xin chào ai à, các bạn mà có nhu cầu về bóc sấy à, tủ điện điều khiển hay là điện trở đốt nóng À, tất cả các loại điện trở liên quan hai thiết bị đồng hồ nhiệt thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua mình qua số điện thoại là 0979 204 378 gặp Hiếu nha rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi xin chào hẹn các bạn trong những video tiếp theo xin chào